Thưa quý khán giả, ngày hôm nay Bắc Bộ trời ít mây và có nắng xuất hiện nhiều trong ngày. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận tăng lên mức là từ 28 đến 31 độ. Dịch xuống với các tỉnh ven biển Trung Bộ, mưa có xu hướng giảm hẳn và ban ngày thì trời có nắng, với nhiệt độ cao nhất ban ngày tại hầu khắp khu vực này cũng phổ biến là từ 29 đến 31 độ. Thời tiết tại khu vực Trung Bộ đang tốt dần lên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Các lực lượng chức năng đã xuống địa bàn trực tiếp tiến hành tổng vệ sinh, xử lý rác thải, tu sửa nhà cửa, đường xá bị hư hỏng, giúp đỡ nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, thời tiết chủ đạo là có mưa dông vài nơi, ban ngày thì trời có nắng. Riêng khu vực miền Tây Nam Bộ thì chiều tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ trưa chiều nay tại đây duy trì ở mức là từ 30 đến 33 độ. Ở trên biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9 đến cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Còn tại quần đảo Trường Sa thì có mưa dông vài nơi, gió cường độ trung bình, biển bình thường. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.